Một căn nhà góc hai mặt tiền với diện tích khuôn viên đất cực khủng, ngang 5m, độ dài 17m. Thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu, hướng chính đông bắc, tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, thuộc phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà phố rất là đẹp, có thang máy và thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu nha quý vị. Căn nhà góc hai mặt tiền rất thoáng, rất đẹp và vị trí thì một sẹt của trục đường Lê Đức Thọ, một căn nhà phố chính chủ xe ở, ngang 5, độ dài lên tới 17m. Vuông vức luôn, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng. Đường trước nhà thì con đường thông tầm 5m nha quý vị. Giá bán thì chào ra chỉ hơn 10 tê một tí thôi. Đường này đường thông muốn bán luôn. Quý vị cô chú đang tìm nhà rộng ngang 5 thì đến ngay với căn nhà này, căn góc hai mặt tiền nhá. Chúng ta sẽ tham quan mặt góc nhá. Mặt góc của căn nhà thì có nhiều cửa sổ và cửa ra bên hông này quý vị. Đây, và có cửa hậu luôn, căn góc hai mặt tiền. Ngang 5, độ sâu vào 17m, rất rộng, rất to và rất thoáng. Căn nhà này thì chủ nhà xây mới 100% và đang ở nên sẽ tặng kèm full nội thất khi mua. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà này thì có lớp cổng 4 cánh bên ngoài, khoảng sân đậu xe máy. Bên trong là hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm sinh pha. Dưới tầng trệt sẽ là không gian nhà đậu xe hơi. Nhà đậu xe hơi thì có ốp gạch sàn 60m2, hai bên tường ốp gạch lên cao phun trần. Bên trên có đèn trần, đèn led, đèn chiếu sáng và tủ rượu. Căn nhà này thì chủ nhà xây ở góc hai mặt tiền đường, có thang máy 450kg. Bên trong gara xe hơi sẽ là không gian cầu thang bộ, cầu thang máy và vệ sinh. Đây là không gian cầu thang máy và cầu thang bộ này, và không gian trong vệ sinh. Ở đây là cửa hậu, hẻm hông thì tầm 4m này quý vị. Đây con hẻm hông này, đây là bên hông của căn nhà, bên góc nhá. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cửa sổ, cửa ra khu vực bên hông của căn nhà và có hẻm hông luôn. Phía sau căn nhà thì quý vị sẽ có khu vực lửng ngược này. Khu vực lửng ngược thì sẽ có sofa kết hợp với màn hình tivi, tủ rượu, tủ kệ tivi. Và khu vực này thì chủ nhà có ốp gạch lên cao phun trần kết hợp với nhiều cửa sổ ra khu vực mặt tiền bên hông, rất là thoáng và sáng này quý vị. Ngang 5m, độ dài lên tới 17m. Diện tích rất là rộng nha quý vị. Nhà xây mới, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và chúng ta đang đến với không gian phòng khách khu vực lửng ngược phía sau. Phòng khách này thì chúng ta sẽ có sofa kết hợp với màn hình tivi, tủ rượu, tủ kệ trang trí và bên trên có đèn thả, đèn trần. Khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được chủ nhà để lại cho quý anh chị chúng ta khi mua. Và căn nhà này thì có cầu thang máy 450kg, thang máy gia đình. Đây là cầu thang máy của căn nhà. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển lên trên khu vực lầu 1 để tham quan không gian phòng bếp trên tầng lửng nha mọi người. Đây là không gian gara đậu xe hơi. Khu vực cầu thang được ốp đá hoa cương màu trắng kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và lên lửng sẽ ngược sẽ là không gian phòng bếp này. Ta đang tiến lên không gian lửng ngược quý vị này. Không gian phòng bếp của căn nhà chúng ta thì có bàn ăn 6 ghế, có bàn đảo, tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giác kệ đến bát và tủ rượu. Đây là không gian bếp. Nhà ngang 5 nên không gian bếp rất là rộng nha. Ta đang đến với không gian bếp của căn nhà. Hơn bếp thì có hai cửa sổ chớp ra khu vực không gian hẻm hông và một cửa ra khu vực mặt tiền chính với cửa nhôm sinh pha và khung bảo vệ phía trong. Không gian bếp của căn nhà này tương đối rộng nha quý vị. Ta đang đến với không gian bếp trên khu vực lửng ngược của căn nhà, không gian khá là đẹp và rộng. Không gian bếp cực kỳ thoáng với đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm. Với tầm tài chính hơn 10 tỷ một tí, quý vị cô chú đang có nhu cầu tìm nhà rộng ngang 5, có thang máy, vị trí đẹp, đường thông xe hơi thì căn nhà này là một sự lựa chọn lý tưởng cho quý vị cô chú chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Và lên trên sẽ là không gian kiến trúc của các phòng ngủ nha mọi người. Căn nhà này đang có hướng chính là hướng đông bắc, tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13, ngay sát với ngã ba Lê Đức Thọ và Lê Văn Thọ của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà này thì cách công viên làng hoa khoảng tầm 500m và cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian phòng ngủ này. Phòng ngủ thì quý vị sẽ có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh, tủ kệ tivi, cửa sổ ra khu vực mặt tiền hông và cửa ra ban công mặt tiền chính. Ban công thì có trồng cây xanh này, có cửa nhôm sinh pha và có lan can cao. Đây ngoài ban công của căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ số 1 nhé. Phòng ngủ rất là đẹp nha quý anh chị.
chúng ta sẽ có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, bồn tắm đứng vách ngăn. Và qua phía sau sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Ngoài hành lang không gian của thang máy thì quý vị sẽ có hai cái bộ ghế ngồi, một cái bộ ghế ngồi nhá, ngoài sofa, và có cửa sổ ra vùng mặt tiền hông. Còn đây là không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau này. Phòng ngủ này thì cũng rất là đẹp quý vị. Có giường ngủ 2m2, chân ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và có vệ sinh trong luôn. Nhà thì chủ nhà đang ở nên là cũng rất là đẹp nha quý vị. Chủ nhà này thì ở cũng rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Nên quý vị đang thấy một căn nhà phố ngang 5, độ sâu vào 17m5 nhé. Ngang 5m và độ sâu vào 17m5. Số hồng riêng, hoàn công đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng. Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Nhà xây mới 100%, chính chủ xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố, tặng kèm full nội thất bên trong. Và quý vị sẽ cùng em đến với không gian phòng số 3 và số 4 này. Ngang 5, độ dài 17m hơn một tí, có hướng chính là hướng Đông Bắc. Phù hợp cho quý vị, cô bác chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và căn nhà đang tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13, ngay sát với ngã ba Lê Đức Thọ và Lê Văn Thọ. Sát bên có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chợ, nhà thờ như là nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình này. Rồi vị trí này thì di chuyển qua sân bay khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Một căn nhà ngang 5 rất là đẹp, có thang máy và chủ nhà đang chào bán với mức giá là 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý anh chị cô chú quan tâm căn nhà này thì alo ngay về cho bên em theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Phòng ngủ số 4 ở căn nhà thì cũng đầy đủ trang thiết bị nội thất. Với giường ngủ, tủ áo, chăn ga, gối đệm, máy lạnh và vệ sinh trong. Nhà mình có tổng cộng là 5-6 phòng vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ số 4 này. Với một căn nhà góc như thế này thì tất cả các cửa bên hông đều có cửa sổ ra khu vực mặt tiền góc, đều là cửa chớp. Và sàn phòng ngủ thì ốp gạch giá gỗ, ngang 5m, xây hết đất nên là phòng tương đối rộng và thoáng. Tất cả các phòng đều được chủ nhà bố trí không gian phòng vệ sinh trong, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và lên trên chúng ta sẽ đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân phơi. Khu vực cầu thang thì có đèn led và được ốp đá hoa cương màu trắng kết hợp với đèn chiếu sáng nhé. Ta đang đến với lầu trên cùng của căn nhà, không gian phòng giặt, phòng thờ cũng là sân thượng và phòng sông hơi này. Cầu thang máy thì di chuyển lên tới khu vực lầu 5 nhé. Chúng ta đang đến với không gian phòng sông hơi này. Phòng sông hơi thì sẽ có bồn tắm đôi, phòng sông hơi khô đá nóng. Bồn tắm đôi có massage nước này, sông hơi khô đá nóng này quý vị. Và khu vực để máy giặt, chúng ta sẽ có máy giặt Cooper, tủ để máy giặt và khu vực ghế ngồi. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian phòng số 5, phòng sông hơi đá nóng và khu vực phòng giặt. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh của phòng sông hơi. Và ra phía trước đây thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ và sân thượng phía trước. Chỗ này thì quý vị làm thêm phòng thờ nhé. Nhà này thì người ta không có thờ nên là chỉ có thờ Phật thôi. Ở đây thì có bàn thờ Phật này. Và sân thượng phía trước của căn nhà. Ngang 5, độ dài vào 17m hơn một tí thôi. Hướng chính Đông Bắc, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, sát bên nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Vị trí đẹp, đắc địa, thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê đường 0-5m. Giá bán là 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý vị cô chú quan tâm thì alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng như được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ sang tên, hỗ trợ vay ngân hàng. Và quý chị cô chú quan tâm căn này thì alo về cho em để được tư vấn đi xem nhà ngay nhé. Ngang 5 rất rẻ nha quý vị. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.